Bây giờ ta qua tiết số 4 về cung liên kết. Thì trong tiết này thầy tiếp tục sửa cho các em bài tập về cung liên kết. Các em đi bài đầu tiên là bài số 1. Rút gọn. Câu số 1 biểu thức A bằng cos 10 độ cộng với cos 20 độ cộng với cốt 30 độ cộng cốt 190 độ cộng cốt 200 độ cộng với cốt 210 độ. Ta đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6. Như vậy đây là tổng 6 hàm cốt cộng lại. Bây giờ ta xem này, trong cái các biểu thức các hàm cốt này có góc nào đặc biệt. Thứ nhất đó là em thấy là góc 190. Ta thấy là góc 190 chính là nó to hơn 180. Thành ra ta lấy cái mốc là 180 cộng với 10. Các em hiểu chưa? Rồi 200 thì tách là cốt 180 cộng với 20. Rồi 210 độ ta tách là 180 cộng với mấy? Có em thắc mắc không? Tại vì nó đặc biệt nên thầy đi tách ra, đưa về những góc nhỏ nhất có thể được. Ta ghi lại đây là cốt 10 độ cộng với cốt 20 độ cộng với cốt 30 độ. Cung này là cung hơn kém nhau bi, thành hơn kém nhau bi thì tan cô tan, vậy thì cốt nó bằng trừ cốt 10 độ, cái này nó là trừ cốt 20 độ, rồi đây là trừ cốt 30 độ, kết quả nó bằng không. Rồi ra qua biểu thức số 2. B bằng cốt 0 độ cộng với cốt 1 độ cộng với cốt 2 độ cộng với cốt 3 độ cộng với chấm 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 cộng với cốt là 179 độ cộng với cốt 180 độ. Rồi bây giờ các em xem trong biểu thức này có bao nhiêu cái cốt cộng lại. Thì ta để ý cái góc bên trong này, từ 0 cho đến 180. Các em nhớ này, từ 1 đến 10 là 10 số, ta công nhận chưa? Từ 0 đến 10 là 11 số. Từ số 1 đến 180 là 180 số. Từ 0 đến 180 là 181 số. Các em hiểu chưa? Như vậy, biểu thức B nó có 181 hàm cốt cộng lại. Bây giờ ta xem cái quy luật nó như thế nào. Thì ta để ý này, cái góc đầu với góc cuối là hai góc bù nhau. Rồi cái cặp tiếp theo nó bù nhau, cặp tiếp theo nó bù nhau. Mà cốt của hai góc, tổng của hai cái hàm cốt của hai góc bù nhau bằng không. Thành ra những cái góc nào bù nhau thì cho đứng cạnh với nhau. Đầu tiên là cốt 0 độ cho nó đứng cạnh với cốt 180 độ. Cặp thứ nhất. Cặp thứ hai là cốt 1 độ nó đứng cạnh với cốt 179 độ cộng với cốt 2 độ đứng cạnh với cốt 178 độ. Nó nhiều quá thành ra thì ghi chấm chấm chấm. Cái cặp cuối cùng là bao nhiêu? Cặp cuối cùng là cốt của 89 độ cộng với cốt là 91 độ. Và cái cuối cùng không có cặp là cốt 90 độ. Em hiểu cái luật nói chưa? Đây,
Đây là 181 số. Như vậy là 9 181 số thì nó ra 90 cặp và một cái không có cặp. Thì ở đây nó có này, không từ 0 đến 89 là 90. Tại có 90 cặp lẻ, cái không có cặp là cái 90. Các em hiểu chưa? Tới đây thì ta có thể được phép ghi những cái cặp này bằng không cũng được. Hoặc là nếu em nào chưa vững thì ta ghi từ từ thế này. Cốt không độ cộng với cốt đây là 180 trừ đi không độ. Cộng với đây là cốt 1 độ. Cộng với cốt 180 trừ đi 1 độ. Cốt 2 độ cộng với cốt 180 trừ đi 2 độ. Cộng cho nó chấm. Cốt 89 độ cộng với cốt 180 trừ đi 89 độ. Cốt 90 độ bằng 0. Cái này người ta học rồi đúng không? Trong bài dấu hàm số thực giác. Rồi thì ghi lại kết quả chỗ này. Cốt 0 độ trừ đi cốt 0 độ. Cốt 1 độ trừ đi cốt 1 độ. Cốt 2 độ trừ đi cốt 2 độ. Cộng chấm chấm chấm. Đây là cốt 89 độ trừ đi cốt 89 độ. Cuối cùng kết quả chỗ này là số 0. Rồi ta qua câu số 3. C bằng cô tan 1 độ nhân với cô tan 2 độ nhân với cô tan 3 độ chấm 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 chấm. Cô tan 87 độ rồi cô tan 88 độ. Cuối cùng là cô tan 89 độ. Rồi bây giờ thì mời anh em ta quan sát. Đây là từ 1, 2, 3 chấm 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 đến 89. Như vậy có tất cả là 89 cái chữ cô tan nhân với nhau. Đơn giản là vậy. Nhưng mà nó có một cái quy luật của em là cái đầu với cái cuối nó bắt cặp với nhau, nó tạo thành hai góc phụ nhau. Các nhìn thấy chưa? Phụ nhau. Như vậy nó sẽ cứ bắt cặp lần lượt với nhau như vậy. Ở đây bây giờ bước tiếp theo nó làm nó ta sẽ gom những cái góc phụ nhau cho đứng gần với nhau. Cô tan 1, cô tan 89 đứng gần với nhau. Cô tan 88 cho đứng gần với nhau. Rồi cô tan 3 độ đứng gần với cô tan 87 độ chấm 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 chấm. Tiếp theo là cặp nào? Cặp cuối cùng là cặp nào? Thì đó là cô tan 44 nhân với cô tan 46 độ. 44 thì cặp với 46 để cộng lại là số. Cộng lại hai góc là 90. Còn cái mà này không có cặp đó chính là cô tan 45 độ. Cô tan 1 độ là giữ nguyên. Cô tan 89, 89 nó tách là 90 trừ đi 1. Cô tan 2 độ giữ nguyên. 88 nó tách ra là 90 trừ đi 2. Cô tan 3 độ thì giữ nguyên. 87 ta tách ra là 90 trừ đi 3 độ. Chấm 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 chấm. Tiếp theo là cô tan 44 độ. 46 ta tách là 90 trừ đi 44 độ. Cuối cùng là cô tan 45 độ. Em thấy chưa? Rồi bây giờ ta mới rút gọn. Đây là cung phụ. Thì ghi lại là cô tan 1. Cô đây phụ thì phụ chéo thành ra đây là tan 1 nhé. Rồi đây là cô tan 2 nhân với tan 2. Rồi cô tan 3 độ nhân với tan 3 độ. Chấm chấm chấm.
cotang 44 độ nhân với tang 44 độ nhân với cotang 45 độ có tất cả là 44 cặp. Mỗi cặp này là số 1, cotang 45 cũng là số 1. Như vậy là có 45 số 1 nhân với nhau, kết quả đây là số 1. Đây ra qua câu số 4. Đây bằng cốt bình phương 10 độ cộng với cốt bình phương 20 độ cộng chấm 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 cộng với cốt bình phương 70 độ cộng với cốt bình phương 80 độ. Các em xem cái quy luật trong bài toán này ở chỗ nào? 10, 20, 30 chấm chấm tới 80. Như vậy có tất cả là 8 số. 8 số thì nó tạo thành 4 cặp. Cứ cái đầu với cái cuối tổng lại là 90. Nó gom thành hai góc phụ nhau. Vì vậy bài này nó ra 4 cặp kìa. Thì cái chậm lại là 10 độ. Cộng với cốt bình phương của 80 độ. Cộng với đây là cốt bình 20 độ. Cộng với cốt bình phương 70 độ. Cốt bình 30 độ cộng với cốt bình 60 độ. Cốt bình 40 độ cộng với cốt bình 50 độ. Rồi các em hiểu chưa? Tới đây ta được phép làm tắt. Cái này hạ xuống, cốt 80 thì bằng sin 10. Ta được phép ghi thẳng cái này, phụ chéo. Em nào chưa hiểu thì thầy sẽ thích thêm một tí nữa này. Cốt 80 nhé. Cốt 80 thì bằng cốt của 90 độ trừ đi 10, thành ra là bằng sin 10. Như vậy cốt bình 80 bằng sin bình phương 10 độ. Thầy ghi chậm đây là cốt bình 20 cộng với sin bình phương 20. Cốt bình 30 cộng với sin bình phương 30 cộng với cốt bình 40 cộng với sin bình phương 40 độ. Ta có tất cả là 4 cặp. Mỗi cặp này là số 1. Cần thiết thì ta đi ngoặc không sao cả. Kết quả bằng số 4. Vậy là qua câu số 5. E bằng sin bình 10 độ cộng với sin bình 20 độ cộng với sin bình phương 30 độ cộng chấm 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 cộng với sin bình phương 170 độ. Rồi bây giờ các em hãy nhìn vào cái bài này. Có bao nhiêu cái sin này bình phương này cộng lại? 10, 20, 30, 40, chấm, 170, 180. Như vậy có tất cả là 18 cái sin bình để cộng lại. Nhưng mà cái quy luật ở đâu? Ta thấy là ta sẽ có những cái cặp góc bù nhau như 10 với 70, 20 thì 160 vân vân. Bây giờ những cái cặp góc bù nhau thì cho nó gần với nhau. Sin bình 10 độ cộng với sin bình phương 170 cộng với sin bình phương 20 cộng với sin bình phương 160 cộng với sin bình phương. Nếu nó nhiều quá thì ta sẽ ghi cộng chấm 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 cộng chấm 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 rồi 80. Sin bình 80 thì gom với sin bình phương 100. Như vậy sẽ có hai cái nó bị lẻ, nó không có dính gì với nhau. Đó là sin bình phương 90 với cả sin bình phương 180. Thôi ta cứ để yên như vậy. Ở đây thì thầy làm tắt bước này vì ta đã trải qua rất nhiều làm những bài tương tự rồi. Các
cái góc này 10 đến 170 là hai góc bù nhau thì em lưu ý em nhắc một cái này, sin 170 nó bằng sin 180 trừ đi 10 và nó bằng sin 10. Như vậy thì sin 170 nó bằng sin 10, những cái này nó bằng nhau. Như vậy tất cả những biểu thức này đều có nhân ở chung là số 2 đưa ra ngoài. Còn lại là sin bình 10 độ cộng với sin bình 20 cộng chấm 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 cộng với sin bình phương 80 độ. Em công nhận chưa? Sin bình 100 bằng sin bình 80. Như vậy đây là 2 sin bình 80 đẩy số 2 ra ngoài. Ở đây sin 90 bằng 1, sin 180 thì bằng số 0. Bây giờ ta xem ra biểu thức bên trong một vuông này như thế nào. 10, 20, 30, chấm chấm, 80. Như vậy nó có 8 cái cộng lại. Mà 8 cái cộng lại thì nó có cái luật là nó sẽ bắt cặp với nhau. Từng bộ này là hai góc phụ nhau. Sin bình 10 độ nó bắt cặp với sin bình phương 80. Sin bình 20 bắt cặp với sin bình phương 70. Sin bình 30 bắt cặp với sin bình phương 60. Sin bình 40 bắt cặp với, đây là sin bình phương 50 cộng với số 1. Hai góc này nó phụ nhau, phụ thì phụ chéo, nó có đặc biệt điểm là cái gì? Thầy nhắc lại em này. Ví dụ sin bình 80 thì nó là sin bình 90 trừ đi 10 và nó bằng cốt bình phương 10. Tới đây thầy được thầy làm tắt luôn. Đây là sin bình 10 cộng với cốt bình phương 10. Sin bình 20 cộng với cốt bình 20. Sin 70 bằng cốt 20 đó. Sin bình 40 cộng với đây cốt bình 40 độ cộng với số 1 bằng số 2 bên ngoài. Tất cả đây là 4 cặp nha. 4 cặp. Mỗi cặp đây là số 1. 1 cộng 1 cộng 1 thì đi chậm lại đây rồi. Cộng với 1. Đây là 4, 2 là 8 cộng 1 thì kết quả là số 9. Rồi ta ghi đề. Các em ghi đề câu số 6. F3 cốt bi chia 5 trừ bi cốt 6 bi chia 5 cộng với cốt 11 bi chia 5 trừ sin 6 bi chia 5 nhân với tan 16 bi chia 5 và bây giờ em ta tập trung làm cái này. Thì cái góc nhỏ nhất đây là góc bi chia 5, ta giữ nguyên. Bây giờ ta xử lý cái góc cos, cái góc 6 bi chia 5. 6 bi chia 5 các em nhận cái ngay nó lớn hơn bi, thành ra ta lấy cái mốc là bi tách ra. Bi cộng với bi chia 5, cung này là cung hơn kém nhau bi, hơn kém nhau bi tan vào tan, vậy đây là trừ cos bi chia 5. Góc tiếp theo, cái tiếp theo là cos 11 bi chia 5. 11 bi chia 5, em 11 chia 5 được 2, dư 1. Như vậy là tách là 2 bi cộng với bi chia 5. Cung này là cung sai ca 2 bi, sai thì bằng cos bi chia 5. Tiếp theo nó tìm là sin 6 bi chia 5. 6 bi chia 5 thì ta vẫn giữ nguyên. Ta giữ nguyên cái 6 bi chia 5 nó tương tự như câu trên này. Em tách là bi cộng với bi chia 5. Đây là cung hơn kém nhau bi, vậy nó là trừ sin bi chia 5.
Cuối cùng ta là cái góc là cái biểu thức là tan 16 vi chia 5. 16 vi chia 5. Ta tách từ từ đi là 2 vi cộng với vi cộng với vi chia 5 thì ghi vậy cho dễ nhìn nhé. Đầu tiên gấp đơn giản 2 vi đi. Đây là cũng sai cả 2 vi. Đây là tan vi cộng với vi chia 5. Rồi tiếp theo đây là cung hơn kém cho vi tan cotang. Như vậy nó là tan vi chia 5. Rồi bây giờ ta gắn vô biểu thức F. Cos vi chia 5 thì giữ nguyên. Cos 6 vi chia 5 trừ cos 6 vi chia 5 đây dấu trừ, như vậy đây là cộng với cos 6 vi chia 5 cộng với cos 11 vi chia 5 giữ nguyên là cos pi chia 5. Rồi đã xong với cái tập. Bây giờ thấy cái mẫu này sin 6 pi chia 5 bằng sự trừ sin pi chia 5 thế vào đây. Như vậy còn lại là sin pi chia 5 nhân với cái này là tan pi chia 5. Ở trên tử là 3 cos pi chia 5. Cos pi chia 5 đây là sin pi chia 5 nhân với tan pi chia 5. Rồi ta tách ra là 3 lần cos chia sin là cotang pi chia 5 nhân với tan pi chia 5 bằng 63. Tiếp theo tập 3 câu số 7. G bằng cos 425 độ trừ đi sin 205 độ. Mẫu số đây là 385 độ nhân với tan 245 độ. Rồi bây giờ ta xử lý tất cả các góc này. Đầu tiên là cos 425. 425. Ta tách ra là 360 độ cộng với 65 độ. Em hiểu chưa? Bởi vì cái góc này nó to hơn 360 độ. Đây là cung sin cả 2 pi trong trường hợp k bằng 1. Kết quả là bằng cos 65 độ. Cos 65 thì bằng sin của 25 độ. Ở đây bắt đầu từ phần này thầy có thể làm tắt để vì các em đã quen với cung liên kết rồi. 65 với 25 độ là hai góc để phụ nhau, phụ chéo sin bằng cos. Rồi cũng được chưa? Tiếp theo ta xử lý góc sin 205 độ. 205 độ ở tách là 180 cộng với 25 độ. Cung này là cung hơn kém nhau bi. Hơn kém nhau bi ta của ta vậy là bằng trừ sin 25 độ. Góc tiếp theo là 385 độ. Ta tách ra là 360 cộng với 25 độ. Cung này là cung sin cả 2 bi cao bằng 1. Như vậy đây là cos 25 độ. Cuối cùng là xử lý góc là tan 245 độ. 245 thì nó vượt quá 180 nhưng mà vẫn nhỏ hơn 360. Thành ra thầy lấy cái mốc là 180 tách ra bằng 65 độ. Hơn kém nhau bi tan của tan, vậy đây là tan 65. Góc 65 nó bù với cái nó phụ với góc 25 độ. Như vậy là bằng cotang 25 độ. Rồi bây giờ ta mới gắn cho câu G. Cái này là bằng sin 25 độ trừ đi sin. Như vậy là cộng với sin 25 độ. Dưới mẫu là cos 25 độ. Tan cái này là bằng cotang 25 độ. Sin cộng với sin là 2 sin, 2 sin với cos là 2 lần. Tan 25 độ.
Kết quả là số 2. Đó là ý đề câu số 8. Hát bàn cô tan x trừ đi 2 bi nhân với cos x trừ đi 3 bi chia 2 trừ đi cos cộng với cos x trừ đi 6 bi trừ đi 2 lần sin x trừ đi bi. Ở đây đó, cái góc đầu tiên là cotang x trừ đi 2 bi. Thực ra đây là cái cung sine k2 bi. Trong trường hợp k đi bằng trừ 1, sine thì bằng như vậy là bằng cotang x. Góc tiếp theo, cos của x trừ đi 3 bi chia 2. Nếu để cái này kèm thi khó nhìn đó, thì dùng cung đối. Đối thì đối trừ của cos, đây là cos 3 bi chia 2 trừ x. Hai góc này đối nhau. Rồi tiếp tục cái 3 bi chia 2 tách như thế nào? Kem tách là bi cộng với bi chia 2 trừ x. Đây là bi cộng với alpha, hai cung hơn kém nhau bi. Hơn kém nhau bi thì tan cotang. Như vậy cos bằng trừ cos bi chia cho 2 trừ x. Bi chia 2 trừ x cung này là cung phụ. Phụ thì phụ chéo. Rồi ta dừng lại. Rồi góc tiếp theo là cos của x trừ đi 6 bi. Em để ý như thế này, 6 bi đó là 3 nhân với 2 bi đấy. Như vậy đây là cung sai k 2 bi. Trong trường hợp k bằng trừ 3, vậy là bằng cos đi. Cuối cùng ta có cái sin x trừ bi. Sin x trừ bi bằng trừ sin bi trừ x. Trừ bi thì khó nhìn thì ta đổi lại là bi trừ x. Mà bi trừ x thì đây là cung bù, bù trừ bỏ sin. Đó. Tới đây ta gắn vô biểu thức khác. Cotang này, cái này ta ghi là cotang x nhân với cos cái này thì trừ sin x. Thay đẩy nó trừ ra ngoài, đây là sin x cộng với cái này là cos x trừ đi 2 lần cái này là trừ sin x. Cô ta thì nhận vào tách bằng cos chia sin. Vậy đơn giản đây đây là trừ cos x cộng với cos x cộng với 2 lần sin x. Kết quả là 2 lần sin x. Rồi ta qua câu số 9. Y bằng sin 75 độ cộng với sin 65 độ cộng với cos 165 độ cộng với cos 205 độ. Bây giờ vì bài này dễ nên các em có thể làm trực tiếp. Và giờ phút này thì nghĩ là các em cung liên kết cung vững rồi, nên ta phải tập làm anh nhanh. Góc 75 độ nó phụ với góc 15 độ, thành ra sin cái này bằng cos 15 độ. Có em thắc mắc không? Góc 65 độ nó phụ với góc 25 độ, như vậy sin thì nó chính là cos 25 độ. Góc 165 độ nó bù với góc 10 góc 65 này bù với góc 25 độ. Còn nếu các em nhìn thấy khó thì ghi là 180 độ trừ đi 25 độ. Đó. Còn cái góc 205 độ nó vượt quá 180. Ta lấy cái mốc là 180 tách ra. Ở đây thì độ đây là 15 độ chứ. 165 độ nó bù với góc 15 độ. Rồi thì ghi lại đây là cos 15 độ cộng với cos 25 độ. Cung này là cung bù. Bù trừ của sin như vậy là trừ cos 15 độ.
Cung này là cung hơn kém nhau binh, tan vô tan. Vậy đây là trừ cốt 25 rồi. Kết quả là số 0. Vậy các em ghi đề câu số 10 là bằng sin 168 độ trừ đi sin 192 độ. Dưới mẫu là sin 78 độ nhân với cotan 12 độ. Rồi bây giờ các em xem này. Ở đây thì làm tắt vì lý do bài thì số nó cũng dễ. Góc 168 độ nó phụ bù với góc 12 độ. Như vậy sin 168 bằng sin 12 độ. 192 nếu ta ghi thì ta ghi lại 180 cộng với 12 độ. 78 độ nó phụ với góc 12, như vậy là cos 12 độ. Ở đây thì giữ nguyên là cotan 12 độ. Đây là sin bi cộng alpha hơn kém nhau bi, sin nó bằng trừ sin. Như vậy trên tử ra là 2 lần sin 12 độ. Dưới mẫu là cos 12 độ. Đây là cotan 12 độ. Sin chia cos là tan, 2 lần tan 12 độ. Nhân với cotan 12 độ, kết quả bằng số 2. Như vậy là tiết số 4 tới đây là xong. Tiết thứ 5 thầy tiếp tục dạy cho các em bài tập về cung liên kết. Thầy chào các em.